Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần cái A Di Đà kinh. Hôm trước chúng ta đã nói về phần mà hậu xá lợi phất bỉ hoặc vô lượng biển thanh văn đợi dây la la thị phi phật thì tổng chở chi tăng tri chư bồ tát chúng dịch phục như thị ha, thành phẩm như thị xá lợi phất ý như quan hà bỉ hoặc hà cố di đà thế lợi bỉ quang minh hoặc quang minh vô hiệu thập phương sở quốc chướng ngại thị cố a di đà sự xá lợi phất bỉ phật họ mạng cập chập kỳ nhân dân vô lượng vô biên đa tăng kỳ kiếp có A Di Đà phải được tăng kỳ kiếp có cố danh A Di Đà ha, sẽ là pháp cố vô A Di Đà từ Phật như Di Lai ưu kim thập kiếp hữu sẽ là pháp bỉ Phật vô lượng vô biển thanh vô thanh văn đợi gia tây thể A La Hán thì trụ sở tăng tri chữ Bồ Tát chúng diệp phục chư thị sẽ là pháp trong này có đặt bên hay là pháp bởi Phật bởi bộ bỉ phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm hàm hậu sẽ là phật cực lạc quốc độ sẵn sanh thánh giả gia thị a bệ bát trị kỳ trung đại hiểu nhất sanh bộ xứ kỳ sử thầm đan to thầm phi tống sở năng tri chi đảng khả dĩ vô lượng vô biên cha a tăng kỳ thuyết ha kỳ thuyết cái nhau là phật chúng sanh văn giả ưu đương phát nguyện sanh bỉ quốc sở dĩ giả hà đắc dĩ như thị chư thiện nhân công chi hạ nhất xứ ha sẽ là phật bát khả dĩ thiện thử thiện căn dục phước đức nhân duyên sinh để bị quốc xá lợi phất nhược hữu thiện nam thiện nữ nhược hữu thiện nam thiện nữ thuyết a di đà chấp thân chấp trình gia hiện nhất chấn nhất nhược nhị nhất nhược nhất nhị tam nhật nhược nhược tứ nhật ha nhược tứ nhật. Đoạn kinh nói về điều gì? Đoạn kinh nói về khi ở tại cực quốc A Di Đà thì cực quốc của tình độ thì có A Di Đà không? Khi chúng ta niệm sở niệm không thì chúng ta có tất cả các niệm để mà chúng ta sẽ sanh về không? Nè, cái này nó nói rất rõ nè. Trên kinh đã nói rất rõ ha. Hậu xá lợi phất bỉ Phật còn mạng nhân do vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp danh hiệu A Di Đà. Có nghĩa là Phật A Di Đà của chúng ta sẽ là có tuổi là vô lượng vô biên kiếp không? Có nghĩa là không thở thọ mạng, không thở hết không, và thọ mạng rất là lâu dài không, từ đó mà mới gọi là A Di Đà Phật là vô lượng vô biên ha, A Tăng kỳ kiếp là Phật hiệu là A Di Đà rồi. Và chỗ này vì Phật thọ mạng cực kỳ nhân dân vô lượng nè, A Di Đà thành Phật là La Chư Y thập kiếm hậu xã hội với Phật vô lượng theo vô biên thanh văn đời tử gia A La Hán thì chi tự theo chỉ năng tri nè, chỉ năng tri là chư Bồ Tát dục chứ không phải ở nơi đó, là ở bi quốc cực độ thì có ở bi quốc cực độ thì có gồm có cái đồng cư dân không, đồng cư dân nè, trung căn thượng căn và hạ căn nè, có như nghĩa có A La Hán không, có Bồ Tát nữa không, có trình độ kinh này nó rất rõ không, có thanh văn ha. Thanh văn là hàng thanh văn này là nói về gì, về những người mà tôi đã nói hàm thanh văn ở trong phàm phu của chúng ta là ai nè, hàm thanh văn trong phàm phu của chúng ta là tôi đã giảng ra nhiều video clip rồi phải không, tôi đã nói nhiều hàm thanh văn của chúng ta là gọi là thanh văn thừa ha. Thanh văn thừa là hàm thanh văn này là những người, nhóm người này là sao trong phàm phu của chúng ta thì trong nhân sinh của chúng ta thì hàm thanh văn này hàm thanh văn này là người ha, người sao, người ít thông minh. Hàm thanh văn thôi rồi trong nhà họ chúng ta gọi là những người ít thông minh, nhưng mà sao, nhưng được cái là nhưng được là siêng tụng niệm ha, siêng lỡ lại phải là những người siêng. Và sao sức khỏe thì sao, sức khỏe không được tốt ha, đây là hàng thanh văn thừa, đây là hạng người của hàng thanh văn thừa. Hạng thứ hai là hạng tôi hôm trước cũng nói điều này là tôi nói lại thôi ha, đây là kiến thức tôi nói lại, kiến thức của kinh điển thì tôi nói lại ha. À, hạng thứ hai là hạng thiên giác thừa, người này là cực kỳ rất thông minh,
cực kỳ thông minh, sức khỏe không tốt nhưng mà cũng siêng văn, siêng tụng niệm. Điều này có nghĩa là người này rất là vợ chứng đắc ha, là do vợ chứng đắc. Hàng thanh nhân thì cũng vợ chứng đắc ha, chứ không phải là không vợ. Những người siêng thì sẽ những người vợ chứng đắc ha. Đắc này là đắc đạo ha, đắc đạo là đắc quả ha, đắc quả vị ha. Mà trong cái tên đó nó có nói là về tất cả quả vị của nhà Phật ha. Chúng ta có quả vị nhập lưu, a hàm tu đà hoàn ha, và a la hán không đó, đó là những quả vị mà bước sơ khai không, để mà trở thành a la hán. Còn các quả vị ở đồng sanh biểu quốc thì là cửu phẩm ha, có chín phẩm đó. Như vậy quý vị và giờ có thể nếu muốn biết là có thể giờ và mở kinh điển ra xem ha, mở kinh trên các đoạn kinh, trên các bài giảng thì có thể xem lại video clip của tôi ha, để biết được các phẩm của nó ha. Chúng ta có phẩm lớn là thượng phẩm thượng sanh ha, còn phẩm nhỏ là hạ phẩm hạ sanh ha. Và hạ phẩm hạ sanh để đạt được quả vị lớn như thế thì rất là trải qua phải a tăng kỳ kiếp ha, rất là tiếp theo là điều kiện để trở về với lại Mỹ Quốc thì chúng ta còn phải có thiện căn, phước đức và nhân duyên ha. Thiện căn, phước đức và nhân duyên, hôm trước tôi đã nói về cái cụm từ này là vô cùng quan trọng ha. trong quá trình tu tập của chúng ta là thiện căn, phước đức và nhân duyên là đóng một vai trò rất là lớn ha. Chứ nếu chúng ta có thiện căn mà chúng ta không có nhân duyên, chúng ta cũng không thể ở đắc quả được. Hoặc là chúng ta có nhân duyên nhưng chúng ta không có thiện căn thì chúng ta cũng không thể đắc quả ha. Mà thiện căn ở đây là gì? Thiện căn ở đây chính là người có chân tu ha, người có chân tu, căn là tu ha. Người có chân tu là gọi là thiện căn ha. Mà thiện căn là người có chân tu, là người đã từ vô lượng vô biên kiếp để có gốc là tu hành, để gieo duyên lành với các đức Phật, vì vậy mà đến hôm nay quý vị mới gặp được tôi, và tôi giảng cho quý vị nghe về phần này để quý vị được hiểu được là chúng ta đã gieo nhân lành để từ muôn ngàn ức kiếp ở các đức Phật, và hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Quý vị mới gặp được, mới gặp nhau từ nhân duyên này, từ thiện căn này, và chúng quý vị mới gặp được và người thiện tri thức để giúp cho quý vị khai thông trí tuệ, khai thông trí huệ mà tiến hành tinh tấn tu tập để được tốt hơn, được quả vị cao hơn. Đó. Mà những người thiện tri thức là ai? Là những người chân tu, chân chính ha, là những người sao giảng kinh điển thuyết pháp ha, giảng kinh điển thuyết pháp, đó là những người thiện tri thức. Thiện tri thức trong nhà Phật của chúng ta là những người giúp cho quý vị được khai thông, hay nói cách khác hơn là giúp cho quý vị được trở nên đắc quả ha, đắc quả vị trong nhà Phật. Đây là tôi nói lời là chân thật ha, đây là tôi nói, tôi thay lời Phật nói nên tôi nói lời chân thật, không nói lời giả dối ha, tôi nói lời chân thật đó. Đó cũng là từ mối nhân duyên từ rất lâu chúng ta đã gặp nhau rồi ha, chúng ta đã biết được sự nhân duyên là ấy. Đó là nhân duyên phước đức. Nói về phước đức thì chúng ta sẽ có phước đức, thì chúng ta sẽ có các phước đức lớn ha, lớn nhỏ không, chúng ta có phước đức lớn nhỏ. Khi phước đức lớn thì chúng ta từ phước đức lớn thì chúng ta mới được chứng đắc không. Nếu chúng ta không có phước thì chúng ta cũng khó mà được thành thành người sơn sớm hiền không. Trên đoạn kinh
để nói rất rõ đây. Tôi trích lại cho quý vị nghe ha. Cái đoạn kinh để nói rõ nè. Sẽ là Phật bất khả dĩ thiểu thiện căn nhân đức phước ơi, thiện căn phước đức và nhân duyên, thấy chưa? Cái này nó là đồng sanh đức sanh bởi quốc ha. Điều này có nghĩa là trong ba cái như vậy phải có, chúng ta không thể thiếu. Vì vậy mà phước đức là rất quan trọng ha. Tôi nói về thiện căn và nhân duyên là cũng đúng, mà phước đức thì cũng đúng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ còn phải có cả ba, mà cả ba thì mới được sanh về bị quật. Đây là điều kiện để chúng ta có thể tiến hành tinh tấn tu tập mà thế hệ đắc đạo trong ở các đời này và các đời vị lai tiếp theo. Đoạn cuối của kinh có nói nè. Đoạn cuối của kinh có nói: Xá lợi Phật, nhập khẩu thiện nam thiện nữ, nhân quan thiết A Di Đà Phật, chấp danh trì hà nhuộm, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật gì đó. Thì tất cả đều là cái này là nói về các thiện nam và thiện nữ, thiện nữ hơn là điều người có căn tính tốt và tính lành không, tính lương thiện ha. Này thì đều phải cái cách trì danh hiệu niệm thì chúng ta mới sanh về ở tất cả bị bắt được Phật độ không. Như vậy thì bị bắt Phật độ là luôn giúp cho chúng ta được có một vẻ đẹp trang nghiêm hơn phải không? Để sao đồng điều kiện để sanh ra vào nơi đó thì